Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh của Đam Mê Cá Vàng. Video ngày hôm nay thì mình sẽ không chia sẻ về cách chăm sóc cá vàng mà là một vlog nhỏ xinh xinh chia sẻ về chuyến đi cho cá ăn ở một hồ cá tự nhiên. Vào cuối tuần thì mình hay đi công viên để thư giãn hay là đến một địa điểm nào đó có hồ cá để ngắm cá. Trong lúc đi thì mình nhận ra rằng có rất là nhiều hồ cá tự nhiên ở công viên, được rất là nhiều người đến cho ăn. Và sau đó thì mình cũng có mang kém của Đam Mê Cá Vàng đến và cho ăn cùng mọi người và được ủng hộ rất nhiều. Vậy nên cuối tuần mình thường tìm đến các hồ cá tự nhiên để cho cá ăn. Mình rất hy vọng có thể duy trì hoạt động này là một cách để cảm ơn cũng như là bảo vệ thiên nhiên và môi trường sống của các loài sinh vật. Hiện nay mục tiêu của tụi mình là cố gắng có thể sắp xếp thời gian một tuần đi đến một địa điểm trong thành phố để cho cá ăn và sau đó sẽ lặp lại và duy trì. Khi thực hiện những chuyến đi này, bọn mình sẽ lưu lại các khoảnh khắc và chia sẻ với các bạn nha. Để tụi mình có thể duy trì hoạt động này, Đam Mê Cá Vàng rất mong có sự góp sức của các bạn bằng cách các bạn hãy chia sẻ những địa điểm mà các bạn biết về hồ cá tự nhiên trong thành phố như là công viên, nơi mà không cho câu cá. Bọn mình sẽ sắp xếp thời gian vào cuối tuần. Đừng ngần ngại, hãy chia sẻ với Đam Mê Cá Vàng bằng cách là hãy bình luận hoặc nhắn tin đến Đam Mê Cá Vàng. Chúc các bạn xem video vui vẻ.